Dạ em chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Không dòng điện thoại này ha. Samsung, Apple, Redmi, iPhone ha. Bên em là bán iPhone chính hãng nha cô chú anh chị, không có bán iPhone của Singapore, Trung Quốc hay Đài Loan gì hết ha. Rồi với iPad nữa nha. Hôm nay mới về iPad đẹp đẹp không nha. Đẹp trên 90% và có xài SIM ha, 16GB, 32GB. iPad 4, iPad mini, iPad mini có xài SIM luôn nha cô chú anh chị. Rồi 5S, 5G, 6G, 6S Plus. Rồi bây giờ em vô em test máy báo giá từng cái ha. Cô chú anh chị nào mình ưng cây nào thì chốt liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0939 301439 nha. Chiều tầm 4 giờ rưỡi em bán ngoài sân vận động nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình ở khu vực thành phố Tân An, ở Bến Lức Tân Trụ gì đó, mình muốn mua máy xem máy trực tiếp thì cứ tới số nhà 42 Phan Đình Phùng ha, phường 2 nha. Em ở gần bưu điện nha. Cô chú anh chị nào không biết đường đi thì đi tới bưu điện điện cho em đón ha. Cô chú anh chị mình đi nhớ điện trước cho em giùm ha, để nhiều khi em đi nhập hàng không có nhà, cô chú anh chị tới chờ đợi em mất công tội nghiệp. Rồi bây giờ em vô em test máy nha. Rồi iPad 4 ha, iPad 4 32GB có xài SIM nha cô chú anh chị, máy đẹp trên 95% ha. Nè cái iPad 4 của em, cô chú anh chị nào có nhu cầu mua ốp lưng thì nói em mua giùm ha. Còn cô chú anh chị nào mình mua iPad này xài mà mình không có tài khoản iCloud thì cứ nói em tải giùm luôn cho nha. Tại bên máy bên em là tài khoản iCloud sạch ha, tại vì em có nhập tài khoản vô để em tải YouTube đồ cho cô chú anh chị nè, tải Zalo, Facebook đồ ha. Rồi bây giờ này Zalo, Facebook, TikTok, Messenger đồ em tải sẵn hết luôn ha. Bây giờ em vô em test YouTube cho cô chú anh chị mình nghe lo luôn nha. Hôm nay em nhập cái lô hàng này là máy đẹp đẹp không nha cô chú anh chị. Cái máy này nó là 32GB ha. Màn hình 9.7, 9.8 vậy ha, gần 10 inch nha. Rồi lo to luôn. Cô chú anh chị mình mua hàng bên em được tặng dây sạc nha. Rồi cây 32GB này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi có xài SIM. Rồi tiếp theo em có cây iPad 4 này 16GB nha. Trước tiên thì em tách loa cho cô chú anh chị ha. Máy bên em thì trước khi nhập hàng thì em cũng đã test rồi ha, nhưng em muốn test lại để cho cô chú anh chị mình xem em mua hàng an tâm ha. Máy bên em là pin em bao cầm nha cô chú anh chị. Máy mình xài được 5-6 tiếng vậy ha. Còn bình thường cô chú anh chị để thì có tuần lễ, nếu không xài thì cũng không hết pin nha. Lo to ha, màn hình đẹp, máy cũng đẹp nữa. Máy thì tình trạng có làm sao em báo vậy ha. Cảm ơn nha ha. Rồi cây này 1,4 triệu cho cô chú anh chị nha, có xài SIM luôn nha, 1,4 triệu.
Còn cái này nè, em mới nhập về nó bị hết pin rồi nha cô chú anh chị. Để em sạc pin ha. Rồi cô chú anh chị nào mình muốn coi thì kết bạn Zalo với em nha. Số điện thoại của em là 0939301439 ha. Rồi có nhu cầu thì kết bạn Zalo em cho xem hàng nha. Samsung A11, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000, màn hình đục lỗ ha, camera đục lỗ, màn hình 6.4, cam trước cam sau ok. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xem máy kỹ thì kết bạn Zalo với em nha, em gửi máy cho xem nha. Rồi con này RAM 332 em bán cho cô chú anh chị giá 1.700.000 nha. Samsung A20, RAM 3, bộ nhớ 32, màu đỏ đô, màu đỏ cam nha cô chú anh chị. Pin 4000. Màn hình tay thỏ ha. Rồi cây A20 này em bán cho cô chú anh chị giá 1.200.000 luôn. Bán rẻ ha. A50S RAM 464, pin 4000, chân sạc tai si ha, màn hình tai thỏ. Rồi A50S này giá 1.900.000 nha, máy đẹp trên 95%. Này A50. Rồi Samsung A30S RAM 4, một nhớ 64 luôn, pin 4000, màn hình 6.4 luôn, lỗ tích, màn hình tay thỏ luôn. Em tách cam nè ha. Máy 1.800.000 nha cô chú anh chị. A30S giá 1.800.000. Rồi tiếp theo em có A50 ha, màu xanh và màu trắng, RAM 464, pin 4000 luôn, màn hình tay thỏ ha. Đây em chụp hình cho cô chú anh chị xem nha. Rồi 1.800.000 nha cô chú anh chị nha, A50. CPU RAM em có một cây ha. Máy đẹp nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3.6 nha. Màn hình 5.5 gì đó quên rồi không biết. Một triệu chẳng cho cô chú anh chị ha. Rồi G7 2016 nha. G7 2016 này RAM 2, bộ nhớ 16 ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 850.000 nha. G5 2016 còn một cây duy nhất, 700k cho cô chú anh chị nha. Nè em test cảm ứng cho cô chú anh chị xem nha. Màn hình không có tưng máy, không có lỗi lầm gì hết nha. Chụp hình cam trước cam sau gì cũng ok luôn. Cái con này nó cũng RAM 2, bộ nhớ 16 luôn nha cô chú anh chị.
Thì bình thường mình mua gam 1 bỏ nhớ 8 thì nó đã 450, 500 thì hán, mình thêm vô 100, 200 ngàn nữa mình mua được cái máy nghe gọi và xem YouTube chơi game nhẹ được ha. Cho em bé coi YouTube được ok luôn. Có 700k à? Rồi G700 này giá 800k cho cô chú anh chị nha. Màn hình to ha. Máy đẹp nè. Tùy theo dòng máy nha cô chú anh chị. Máy nào em nhập cao thì em bán cho cô chú anh chị cao, còn máy nào em nhập rẻ thì em bán rẻ cho cô chú anh chị nha. Đây em còn cái G3RO. G3RO 700k nha, máy đẹp màu xanh ngọc ha. Máy nghiêm chỉnh nha. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube gì ok hết ha. Em có tải sẵn cho cô chú anh chị nè. Rồi 5S nha, 5S em còn 3 cây. 2 cây có ốp lưng và 1 cây không có ốp lưng. Cô chú anh chị nào mình mua trước thì được ốp lưng ha. Trong 3 cây này em có 1 cây có vân tay nha cô chú anh chị. 1 cây có vân tay là 850 ha. Còn lại 2 cây kia là 750. À, cây nào cô chú anh chị nào mua trước thì được có cái ốp lưng ha. Được ấp lưng và được dây sạc luôn, còn mua sau còn có cây như vậy là phải chịu nha. Đội ấp lưng coi em không có em tặng nha. Mất vân tay 750, còn vân tay 850. Rồi 6G nha cô chú anh chị, 6G cây này 16GB full chức năng nha, vân tay còn đầy đủ ha. Pin 100% nha. Zalo, Facebook, YouTube em tải sẵn cho cô chú anh chị nè ha. Rồi cái này còn vân tay đầy đủ 16GB em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu chẳng nha. Máy đẹp luôn nha, full chức năng. Rồi các chức năng tải sẵn hết luôn cho cô chú anh chị luôn. Máy đẹp nè. Em quay kỹ luôn cho coi luôn. Rồi cây này là 64GB nha, màu gold. Máy cũng đẹp luôn, còn vân tay full chức năng ha. 64GB còn vân tay em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu. 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2. Xả hàng luôn nha cô chú anh chị. 6S Plus 16GB mất vân tay nha, pin 100%, máy đẹp. 1 triệu rưỡi nha. Này mỗi bữa em bán 1 triệu 6, hôm nay còn có cây em xả hàng em bán 1 triệu rưỡi luôn nha. Bên em bán iPhone chính hãng nha cô chú anh chị, không có bán của Đài Loan, Trung Quốc, Singapore gì hết ha. Cô chú anh chị mình mua hàng thì bên em bán iPhone, Samsung đều là của chính hãng không nha cô chú anh chị, không có bán của Đài Loan ha. Samsung thì cũng có của Đài Loan đâu nha. Em không có bán của Đài Loan, của Trung Quốc là em không có bán. Mấy cái đó mua về tiếc tiền, uổng tiền, không có xài được. Rồi tiếp theo Redmi ha. Redmi 5RO RAM 8 bộ nhớ 256. Máy đẹp ha. Máy này em có full phụ kiện luôn nha cô chú anh chị. Cường lực, ốp lưng và bộ sạc luôn nha. 2 triệu 7 nha cô chú anh chị. Redmi 5RO 2 triệu 7. Redmi Note 7 RAM 4 bộ nhớ 64, pin 450. Em bán cho cô chú anh chị nè. Cái này là màu đỏ tím nha. Em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7. Rồi tiếp theo em có cây Redmi luôn à.
Redmi C2, Android 9, RAM 2, bộ nhớ 32. Rồi cây Redmi C2, C2 này ha, em nó màu xanh nha. Nhưng mà mình nhìn sơ qua là thấy đẹp ha. Còn nhìn kỹ thì cái này em báo với khách luôn là nó bị nứt đường ngay cái tay em nha. Nè. Mình mua lưng về mình để vô ha. Bị hai bên luôn nha, bên đây thì bị ít nha. Bên đây chút xíu à, bên đây thì nó hơi nhiều á, mình mua ốp lưng về mình bỏ vô mình xài nha. Em ăn rẻ cho cô chú anh chị bỏ ốp lưng vô xài 800k ha. Này mình chơi game được nè nha, game 2 nhưng mà cái dòng Redmi là nó mạnh dữ lắm. Rồi tiếp theo có cây Vivo Y21. RAM 4 cộng 1, bộ nhớ 64. Màn hình 6.5, pin 5000 ha. Rồi cây này thường bữa em bán cho cô chú anh chị giá 2.150.000. Hôm nay em bán 2.050.000 nha. Y21 2.050.000. Vivo Y11 RAM 3 bộ nhớ 32, pin 5000. Đây ha. Máy đẹp can luôn nha. Màu tím ánh đen ha. Cái này mà bình thường bữa em bán 1.450.000, nay em giảm cho cô chú anh chị 100k nha, còn 1.350.000 nha. Máy đẹp ha. Rồi iPad mini, iPad mini nay em còn 2 cây ha. Một cây màu đen và một cây màu bạc. Và nó có một cái ốp lưng cũ như vậy kèm theo máy ha. Cô chú anh chị nào mình mua trước thì được ốp lưng ha, hoặc là mình muốn mua ốp lưng mới thì nói em nha, em mua giùm cho. Còn cái này là kèm theo máy cho nên có cái nào thì em cho cái đó ha. Cô chú anh chị mình mua máy rẻ tiền hay mắc tiền hay là iPad gì bên dòng bên em đều có tặng dây sạc hết ha. Rồi hai cái iPad mini nào mini này thì cô chú anh chị nào mua trước thì được tặng ốp lưng ha. Còn mua sau thì muốn có ốp lưng thì mình mua nha. Chứ em có cái nào thì em tặng cái đó rồi. 900k. Còn cái này có xài sim nha cô chú anh chị. Cái này có xài sim bây giờ là 1 triệu nha. 1 triệu. 900k không xài sim. Rồi tiếp theo bây giờ em like điện thoại nha, like Oppo trước nha. Rồi Oppo Reno 2F Oppo A9 2020 cô chú anh chị, xin lỗi em nói lộn. RAM 8 bộ nhớ 256 ha, bầu dòng cao nha, máy đẹp 99%. Em có tặng cho cô chú cường lực và ốp lưng cáp sạc ha. Lưng trong và cáp sạc máy đẹp nha. Vân tay còn đầy đủ full chức năng ha. Pin 5000 nha. Em test cảm ứng nè. Màn hình này 6.5 nha. Em chụp hình. Rồi cây A9 2020 này em bán vô chú anh chị giá 2.500.000 nha. Máy đẹp ha. Rồi tiếp theo em có cây A9 Oppo A9 luôn, Android 10 RAM 4, bộ nhớ 128. Máy đẹp 95% ha. Máy màu xanh tím nha. Màn hình 6.5 luôn. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị giá 2.150.000 ha. Oppo F9 RAM 6 bộ nhớ 128 ha. Màu đỏ tím. Em chụp hình nè.
Con này màn hình 6.4 nha. Rồi 1.950.000 cho cô chú anh chị nha. Máy đẹp ha, em test cảm ứng nè. Oppo A5s màu đỏ, đỏ cam. Màn hình 6.2 nha cô chú anh chị. RAM 3, bộ nhớ 32. Pin thì 4230 ha. Rồi con này con em bán cho cô chú anh chị mình 1.250.000 nha. A5s 1.250.000. Rồi tiếp theo Samsung A51. RAM 6, bộ nhớ màu 28, pin 4.500 ha, màu trắng, em còn một cây duy nhất nha. Một cây duy nhất. Vân tay còn đầy đủ nha cô chú anh chị. Đẹp 98-99% nha. Rồi 2.700.000 cho cô chú anh chị ha. Samsung M12 nha, màu đen, màu đen sọc này nha cô chú anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64, pin 5.000 ha. Android 13, chân sạc Type C. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.000.000 chẳng nha. RAM 4, 64, pin 5.000, 2.000.000. Rồi tiếp theo em có Samsung M02 ha, màu xanh. Máy đẹp 90% nha. RAM 2, bộ nhớ 32, màn hình 6.5, pin 5.000 ha. Pin bao cầm cho cô chú anh chị nha, em bán con này giá 1.200.000.